Chào mừng quý vị và các bạn đến với video của Điện Máy Cường Linh. Thì hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2023. Thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và bà con hai cái mẫu máy nghiền bột, nghiền cám chăn nuôi. Để những bà con nào, cô bác nào đang có nhu cầu mua một cái máy về để chúng ta nghiền bột, nghiền cám, chăn nuôi gà, vịt, lợn, thì chúng ta có thể tham khảo chúng ta mua. Thì đây trước mắt quý vị và bà con đây hai cái mẫu máy nghiền bột đầu 10. Đấy, một máy motor bắt ngang và một máy motor nó sẽ nằm dưới thân như này. Đây, máy nghiền bằng búa 15 búa. Thì đây đầu tiên đây là cái máy nghiền bột đầu 10, motor bắt ngang chạy dây cu loa như này. Đây máy nghiền đầu 10 thì cái máy này thì mẫu này đã có khá là lâu rồi. Đấy, cũng giới thiệu rất là nhiều. Khung máy thì hoàn toàn bằng thép V như này. Đấy, khung máy thì hoàn toàn bằng thép V. Bắt chân chữ A này chọi ra như này thì nó sẽ vững trong quá trình sử dụng. Đấy. Và đây là motor của máy thì sử dụng motor 3 kg 4 ngựa. Đấy, motor toàn phát 3 kW tương đương với 4 ngựa. Motor dây đồng. Motor này thì motor của toàn phát. Bảo hành cho bà con 1 năm, trường hợp cháy hỏng thì chúng ta sẽ được đổi mới. Máy thì được truyền đồng bằng dây cu loa, sử dụng dây cu loa bản B39 và giữa cái buồng nghiền và cái motor nó sẽ bắt ngang như này và nó sẽ sử dụng hai cái bu ly ở đây. Đấy, sử dụng hai cái bu ly ở đây, bắt ngang, motor bắt ngang đây như này. Đấy. Bên trong này là cái buồng nghiền của máy. Đấy, buồng nghiền của máy thì sử dụng các cái búa bằng sắt, những cái búa bằng sắt như này. Đấy, thì nó sẽ có 15 búa, bà có thể nhìn thấy cái búa của nó rất là dày, chắn ở đây. Đấy, có 15 búa. Ở đây, truyền động nó thì cái búa nó sẽ đập và nó sẽ nghiền cái nguyên liệu ngô, lúa, khoai sẵn của chúng ta ra mịn. Thì cái cám nó sẽ lọt qua các lỗ sàng này. Đấy, nó sẽ rơi ra cái cửa đây. Đấy, cái nghiền bột này thì nó đập này không có tạo ra gió, cho nên là cái bột cám nó sẽ chảy ra từ từ thôi, nó không thổi lung tung như những cái máy mà sử dụng quạt gió. Đấy, ở đây là một cái gông để nó có thể giữ được cái sàng của chúng ta. Bà con tháo mở sàng thì chúng ta sẽ tháo cái gông sắt này ra. Đấy, và rút cái sàng ra rất là dễ dàng sử dụng thôi. Đấy, nó sẽ có một gông thép ở đây. Đấy. Đây là cái sàng lắp sẵn trong máy, sàng 1 ly này. Ngoài ra bà có thể lựa chọn sàng 2 ly hoặc là 3 ly tùy theo cái nhu cầu sử dụng, cái nhu cầu cần cái cám ra mà chúng ta sử dụng cái sàng cho nó hợp lý. Hai bên máy thì nó sẽ có hai vòng bi rất là to đây, P205 rất là chắc chắn ở đây. Đấy, và có những cái đầu bơm mỡ như này thì bà con mua về sử dụng thời gian dài thì chúng ta sẽ bơm mỡ bò vào các cái gối bi này. Giúp cho máy chúng ta nó quay nó ổn định hơn và vận hành được độ bền lâu hơn. Đây là cái bên trên nắp của máy này thì bà có thể nhìn thấy là khung bằng thép rất là dày ở đây, khung bằng thép rất là dày ở đây. Có hàn các thanh để tăng cái độ ma sát để nghiền bột nó sẽ nhanh hơn. Đấy, nó sẽ đóng lại như này và có một con ốc giữ ở đây. Đấy. Ở bên trên này là cái phễu đổ vào của máy. Phễu đổ vào của máy thì nó sẽ có kích thước vuông 40-40 như này. Đấy, gần khoảng 40. Bên này thì nó sẽ có một cái tấm chắn để chúng ta có thể điều chỉnh được cái nguyên liệu vào nhiều ít. Ở đây thì nó sẽ có một cái tấm chắn bằng inox. Bà con sẽ mở con ốc này và nới lỏng cái tấm chắn vào ra như này. Thì với cái máy này thì hiện tại đang có giá là 5.300.000. Đấy, máy nghiền bột đầu 10 15 búa đang có giá là 5.300.000 thì máy đã bao gồm tiền cước vận chuyển về tận nơi cho bà con. Bà con về chúng ta chỉ cần cắm điện lên và chúng ta sử dụng thôi. Còn trường hợp bà con có motor ở nhà thì chúng ta sẽ mua khung máy không với giá khung máy là 3.600.000. Đấy, đấy là một khung máy không là 3.600.000 thì cũng sẽ có đầy đủ bu ly và dây cu loa cho chúng ta về để chúng ta sử dụng. Ở đằng mặt bên máy này thì sẽ có thiết kế thêm cái bộ tăng giảm dây cu loa bằng cách sử dụng hai con ốc ở đây. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng lâu dài thì dây cu loa nó sẽ bị nhão ra, thì chúng ta sẽ siết kéo hai cái thanh sắt này ra đằng sau giúp cho dây cu loa nó sẽ căng, đảm bảo nguyên tắc hoạt động của máy ổn định hơn. Còn bên cạnh đây là một cái mẫu máy cũng nghiền bột đầu 10 bằng búa. Thì máy này thì nó sẽ có thiết kế là motor nó nằm dưới thân như này. Cũng bắt dây cu loa qua trục và cũng nghiền bằng búa. Máy thì sẽ có màu đỏ, mẫu Thịnh Thành CL68 ở đây. Đấy, thì với cái máy này về cái giá bán của máy thì nó sẽ rẻ hơn. Giá bán của máy thì hiện tại đang có giá là 4.800.000, cũng đầy đủ motor và dây cu loa cho chúng ta. Motor của máy cũng sử dụng motor 3 kg của toàn phát tương đương với 4 ngựa. Đấy, chạy điện một pha 220V. Motor dây đồng, bảo hành 1 năm. Khung máy hoàn toàn bằng thép V, rất là gọn gàng ở đây. Sử dụng các ốc vít bắt ở đây. Đấy, rất là gọn gàng. Đây là cái bu ly truyền động của máy.
lúc quay chúng ta có thể nghe tiếng búa đập ở bên trong. Còn đây là cái phễu đổ vào của máy, thì phễu đổ vào máy nó sẽ bé hơn một chút và nó sẽ có dốc xuống một bên như này. Đấy, cũng có cái bộ để chúng ta điều chỉnh nhiều ít này, nguyên liệu vào nhiều hay ít ở đây như này. Đấy. Còn bên trong của máy, đây là bên trong của máy đây, chúng ta sẽ có một con ốc để chúng ta mở ở đây. Đấy, mở cái nắp ra rất là dễ dàng. Đây là bên trong hệ thống búa của máy này, thì máy cũng sẽ thiết kế hệ thống 15 búa và búa nó sẽ có hình răng cưa như này. Đấy, để tăng cái độ đập này, độ nghiền của máy thì nó sẽ có hình răng cưa ở đây. Đấy, hình răng cưa hai mặt bộ búa của nó. Và đây là cái sàng bên trong máy, thì sàng bên trong thì nó được cố định bằng hai con ốc hai bên này, không sử dụng đai gông nữa mà chúng ta sẽ sử dụng hai con ốc hai bên. Đấy, và sàng trong máy là sẵn lắp sẵn đây, hiện tại đang lắp là 3 ly. Ngoài ra thì bà con có thể là lắp 1 ly, 2 ly. Đây, như đây là những cái sàng này là sàng 1 ly này. Đấy, thì nó sẽ nghiền cám nó nhịn mịn hơn, nhỏ hơn. Đấy, và sàng trong máy là sàng 3 ly như này. Đấy, bên trên của máy này thì cái buồng nghiền của máy hoàn toàn bằng gan, rất là dày ở đây. Đấy. Máy sẽ truyền động bằng dây cu loa và nó sẽ có một cái bộ tấm để chúng ta bảo vệ ở đây. Giá của máy là 4.800.000 một bộ máy hoàn chỉnh như này. Đấy, tháo lắp cũng rất là dễ dàng. Thì sau đây chúng tôi sẽ tiến hành cắm thử điện lên cho quý vị và các bạn xem cái nguyên lý hoạt động của máy. Thì với cái máy nằm ngang như này thì cái motor nó nằm ngang, cho nên là cái lực quay của nó khá là lớn, đến độ ồn nó sẽ cao hơn là cái máy là trục đứng. Đấy, tôi sẽ tiến hành cắm điện lên. Máy thì sử dụng motor 3 kg, điện 1 pha thôi. Đây, đầy đủ phích cắm và dây điện cho chúng ta như này. Còn đây, bên này là ép thử luôn máy nghiền đầu 10, motor bắt đứng ở dưới đây. Sẽ may thêm cái túi nữa lên dưới thì chúng ta sẽ thu được cái nguyên liệu ra. Còn đây, cái cám này thì bà con cũng có thể là để cái chậu bên dưới này, rất là tiện lợi. Thì quý vị và bà con có nhu cầu mua máy nghiền cám, máy đập bột, làm thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh, địa chỉ số 36 đường Cổ Điển, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình 0922252666 hoặc là 0866628266 để tư vấn cũng như bảo giá tốt nhất về sản phẩm. Chân thành cảm ơn quý vị và bà con đã theo dõi video. Bấm đăng ký kênh để xem các video, các sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.